Chú à, em mới về được mấy con nay, kính chúc cô chú xem thái độ ủng hộ thái ngày nào cô chú đem đồ ủng hộ thấy được thì ủng hộ cho thấy. Em là ở Nhã Nam tỉnh Sóc Trăng, là TK. Kính chúc cô chú ăn lành hạnh phúc nha. Trước hết là cây số 1, thái quay cây số 1. Cây này là cây nó đang cũng lên xù nghe cô chú, đang nó xù hết trơn rồi. Nó da đẹp lắm, nó xù nó cây này nó da nó đẹp lắm. Cây này nó nói chung là nó sằng xù lắm rồi, lâu năm. Lắc á. Sằng xù rồi cây rồi dáng đẹp, đế đẹp lắm nghe cô chú. Cây này bonsai, cây này nói là cái dáng trực lắc, em cắt luôn. Dáng trực lắc. Cây này đẹp lắm nghe. Cây này vô bonsai là rất đẹp đó nghe cô chú. Đế là già, cây nó nói chung là nó lên xù hết trơn này. Nó kéo da rồi nó lên xù, nó cũ kỹ lắm mày, cây lắm mày. Đó. Nó lùng cây nó lùng lực lắm nha. Cây này cái đàn bự lắm, thấy là cắt cái là đau lòng rồi, gán chặt vô nó đau cho đau lần. Để thấy đo cái hoành hoành thân. Thân là 47. 47 nha cô chú. Đó. Chiều cao nó là, chiều cao xuống đây đi là 55. 55. Cái củ đế để thấy ra hồng hạo đo. Củ đế 66. 66. Hoành bầu được khỏi đo đâu. Thấy thấy đế vậy được rồi. Mình khỏi đo hoành bầu đâu. Anh chị rồi thấy nói chung mình bầu đo cũng được thôi. Đại thôi nè mẹ, 104 đi, đại đi 104. Thấy xin giao lưu cây số 1 cho cô chú này, là cây mai đang lên xù xù nha. Giao lưu cho cô chú cho anh chị được chơi bonsai 6 triệu bạc nha, cô chú ủng hộ cho Thái à. Tiếp theo là cây số 2, cây số 2 cũng cây xù nữa nha cô chú. Cây này cũng gắn kịch lắc nha, nó cũng lên lắc nhẹ. Lắc thì anh chữa cốt trên để nha, nó cực nó hay hơn. Cây này bộ đế đẹp lắm nha cô chú, đều tứ phía chân luôn, đều tứ phía chân luôn, đang lên xù hết trơn nha, nó xù đòn nu bọt hết trơn nha, à, nó nu xù hết trơn đó, nó nu xù bọt hết trơn nha cô chú, à, lên khoảng 50% thôi, 50-40%, 50% cho lên. Để Thái đo cái hoành đi, đo cái hoành cho cô chú xem. Cây này là 49 đi, 49 hoành, 49 hoành cho cô chú. Chiều cao nó để Thái đo chiều cao cô chú này là 79 thôi, 79. Cái vành bầu đó, con vành đế thì mẹ tính mẹ 160 thôi, hơn 160, còn 170 rồi tính 160 thôi, ăn thua gì. Thân vô khỏi đo luôn, đế nó sổ nôm nôm luôn rồi, đế sổ nôm nôm luôn rồi. Còn cái dốc đọt hiện đây thì thấy đo là 17. Đó, cây này là, nói chung là cái dáng vậy thôi chú, ra chỉ cần là múa ra là cây cốt nó múa là rất đẹp nha chú. Muốn về muốn con muốn cắt cục thả lỏng xe lục liền xuống chút nó cũng gắn được đó, mà cái bộ đế quá đẹp. Cây này nó lên nu nó vừa xù chân nha cô chú. Cây này là em giao cho giao lưu cho cô chú bác thôi nha, là cây này 8 triệu cô chú, đồ dễ chơi, nói chung là cây là quá ok rồi. Bộ đế rất đẹp nha, xù lên xù mà hoành 50 mấy rồi. Rồi vậy thôi, tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 là cũng cây mai vàng nha, cây đế sổ đẹp nha cô chú. Cây một cốt luôn, là cây chân cành đẹp luôn, nói chung cây là toàn dựng đẹp. Cây là toàn dựng đẹp nha cô chú. Cây này cây số 3, nãy em báo với cô chú là cái cây nãy em không đọc số, là hai cây vừa rồi là cây trước cây số 1, cây kế kia là cây số 2. Còn cây này cây số 3, nãy Thái cũng quên ghi. Có mình nên là ghim cây là lên xuống nặng nề quá, quên ghi. Cây này cây số 3 nha cô chú. Cây số 3 để Thái đo đi, thấy ghê luôn, đo cái hoành cây là đẹp lắm nha cô chú ơi. Cây cây cố một nha, 30 hoành
30 rồi đó, trên nghe 30. Nói 30 đó. Nó khoảng cái mét mét 3, khoảng mét 3. Chiều cao đưa này lên là khoảng mét 3 đó nghe cô chú. Đó, còn chiếc ghế đây nữa để thái đo cái độ ghế sổ. Ghế sổ xuống là 5 tấc nè. 5 tấc đúng luôn á. 5 tấc đúng, từ dưới sổ lên là 5 tấc nha cô chú. Sổ 5 tấc á. Thái đo cái hoành bầu đế nó đi. Là 160. Hoành bầu 160 cô chú. Hoành bầu là 160 đó. Đó, nó đẹp gì đó. Quay chân cành rồi đầy đủ cho cô chú xem. Nói chung là đế là rất là sổ xuống rất đẹp nha. Nói chung là sổ cây này sổ 5 tấc kìa cô chú, về mà trồng cây này dưỡng để vô học trồng cái nữa, về sau cu ăn cái nữa sổ nữa. Đó, mà có cái là cái cây này đẹp đẹp toàn diện, là một thân cốt cây múa chỉ cành đẹp luôn, cây giót đọt luôn. Và bộ đế cũng đẹp nữa. Cây này nè là thái trên giao lưu với cô chú là 8,5 nha, đây là cây số 3 nha cô chú. 8,5 cây là cây số 3. Hiện nãy thái hai cây kia cái cũng quên ghi số. Bắt đầu là cây số 3. Đó, cây này cây số 3 này, cây cho cô chú là cây cái đọt rồi, cái gắt dốc mà đo là mất công sợ nó cao quá. Nhìn cô chú là hình dung cũng biết. Con dễ bự bự bắp bắp không nha. Đó, cây gắt sưu tầm nha, cây đẹp đế đẹp lắm nha cô chú. Rồi, tiếp theo là cây số 4 nha cô chú. Cây số 4 là cây dáng bay siêu siêu mà bộ đế là quá đẹp rồi. Quá khủng cái bộ đế rồi. Cây này vô dáng như thật nha cô chú. Bộ đế là không nói gì đâu rồi, nó quá dày đặc luôn rồi. Rất đẹp nha. À, bộ đế là rất đẹp luôn. Nói chung là cây này dáng siêu siêu đâu, chỉ cạnh của nó cũng đúng hợp lệ luôn. Cô chú về chơi là rất đẹp nha. Siêu siêu vô cái chậu hơi về hình nhìn chút là rất đẹp. Bộ đế quá đẹp nha. Nói chung là không có thiếu chỗ nào hết trơn, nó là luôn là đặc kẹo. À, siêu siêu đây ha. Thái trước hết là đo hoành đi. Làm nhanh gấp kẹo. Đo hoành. Gành là 26 thôi, tính 26 thôi. 26 hoành. Chiều cao xuống đây nữa đi. Chiều cao xuống đây là 79. 79. 79. Rồi đo vậy thôi. Cái này khỏi đâu. Cái này đo cái góc đọt đi. Góc đọt là 14. 14. À, thái đo cái hoành bầu. Hoành bầu đế nha. Đặt nha. Đo hoành bầu đế đặt hết luôn để cho cô chú xem. Hình dung là bầu đế đặt hết trơn. Là 132 tính 130 thôi. 130 bầu đế đặt luôn á. Đặt luôn nha cô chú. À, bộ đế là thái cô chú xem kỹ nha, quá dày đặc luôn. Bộ đế là nói chung cây này vô chơi bonsai mà tầm cỡ vừa vậy đi, rất đẹp. À, cây này cây số 4 xin giao lưu cô chú ấy, là 3,5 triệu. Em số điện thoại của thái là 0896647579, có gì ủng hộ cho thái nha. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 cây này là cây mai vàng rất đẹp nha cô chú, cũng mai vàng đó nha. Em ở ngay năm nghe cô chú thì tỉnh Sóc Trăng. Cái gì em lên clip cô chú bác anh em đồ thương tình ủng hộ cho thái giúp đỡ để thái có động lực để săn cây đẹp cho cô chú chơi. Cây này em mua chú cái khạp á, cái khạp em làm ra cây sổ đẹp lắm, đo hoạch cho cô chú xem. Cây là duyên cành cây gốc rất đẹp nha, rất là cái duyên dáng này, rất là duyên dáng. 32 hoành, 32 hoành nghe cô chú. Nó chiều cao để thấy đo từ đọt lên xuống ngay đây đi, điểm này là 101. Cái đọt bằng ngón tay à. 101. Đọt bằng ngón tay à. Còn cây này nó có bộ cũ thì thấy đo cái điểm eo từ cầu rễ sổ cái này là nó là 30 lần đó. Nó xuống đây là đúng là hồi tính 28 thôi. 28 thôi. Mà cái bộ cũ nó duyên dáng lắm nha, nó sổ hết trơn, rễ đặt kẹo. Đó. Cây này vô chơi là rất đẹp, bộ đế sổ xuống cắm xuống rất đẹp nha. Cây này cây số 5 giờ giao lưu cho cô chú là 3,5 triệu nha cô chú. 3,5 triệu cho cô chú chơi, anh em ủng hộ cho thái nha. Rồi, em là số điện thoại của thái là 0896 47579, là em bao là 200 km cho cô chú. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 là cây mai vàng, cây lùng lực, cây lân xù nha, cây xù cây trực lắc nha cô chú. Cái này bonsai. Cây bonsai nha cô chú. Cây trực lắc. Cây lên xù của chân nha cô chú.
nó sụ hết trơn, nứt da rồi nó sụ hết trơn nha. Cây này rất là trực lắc rồi, nó khéo lắm nha, đẹp lắm nha cô chú. Bộ đế là rất đẹp nha, không có mặt nào cho thiếu đầy đủ ấy, dư đầy đủ nó lộn rất đẹp nha. Để Thái đo cái hoành cho cô chú xem, hoành 34, hoành 34 chiều cao xuống là xuống đây là nó có xuống đầu rễ, đây là nó có tới dưới đây mẹ đi là 36, 36 xuống tới dưới luôn 36. Ê, bà đế rộng đây hết trơn đi là 116, bình đế 116. Cây đẹp lắm nha, nói chung là bộ rễ rất là hình như quái thú, nó rễ là ok hết trơn, đẹp rất đẹp nha. Cây đặt hết trơn luôn, bắp bắp hết trơn nha cô chú. Nói chừng cành khúc rất đẹp, cây trực lắc à. Cây này là giao lưu cho cô chú là chơi bonsai là cây này 2,5 triệu, là cây số 6. Thái bao 200 km nha, cho cô chú ủng hộ cho Thái nha. Tiếp theo là cây bông giấy. Cây bông giấy, bông giấy thường mình mà em biết màu trắng hay là màu đỏ hay là hai màu gì em không biết nữa. Mà bông giấy thường mình á, nó bonsai nè, cây này ở trong là bonsai hoành bự lắm nha cô chú. Đó, cây này dáng rất đẹp nha cô chú, về chơi là bung ra tàn bông rất đẹp nha. Đó, mà quay cho cô chú xem mấy cái có điểm bọng là bọng thân ở trong hết trơn, mà có cái là em xử lý là nó sạch hết trơn rồi, ở ngoài chỉ là còn nguyên hết trơn rồi, chỉ là bọng bọng ở trong hết trơn luôn đó. Chia cành là bắt đầu nó phật lên hết trơn, là mình để chơi cây bonsai nó cổ nó coi đẹp thôi, bọng ở trong hết trơn đó, mà ở ngoài thì đặt hết trơn đó, nó mới nguyên bề là đặt hết trơn, là cây này lên cục rồi hết trơn nghe, dài lắm này, cây này cũng lâu năm lắm này, nó lên chai nè, cái chai cây gốc này nè, nó chia cành là ok hết trơn nghe cô chú. Múa ra là rất đẹp nha, cây này Thái xử lý rồi thuốc rất đẹp luôn, cho cái liền hẹo mấy trong đang lên bám sành hết trơn này. Nói chung là không có gì đáng ngại nữa đó, nói chung là chơi mình chơi cây chơi cũng quái đẹp chơi. Để Thái chứ nó hết rồi, đo cái hoành cho cô chú. Hoành là 79 á, 79 hoành. Cây bóng giấy nó chiều cao xuống đây, chiều cao xuống là 63, 63 đó. 63 đó. Cái này là giao lưu cho cô chú là 4,5 triệu, là cây hoa giấy là rất là đẹp nha, bự sát lắm nha mà rất đẹp à. Cái này vô chỗ là bung ra cái bàn bông rất đẹp nha cô chú, muốn ghép thì sao cô chú về muốn tính sao ghép, mà thấy cây này để tự nhiên cái bông rất đẹp đó. Rồi cái... tiếp theo là cây hoa giấy nữa, cây này là hoa giấy Mỹ, cây này là cây số 8 nha cô chú. Cây này cây giấy Mỹ bao cô chú là không có kẹo thích gì cho, nó không có một bọng gì cho nha. Cây này rắn trực luôn mà cây đẹp lắm nha, bộ cũ quá bự, nguyên bộ cũ dữ lắm nha. Đó là cây được quay không nổi, để cho thằng cháu đi vòng 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 quay. Đó, bộ cũ rất đẹp ra bắp bắp hết trơn nha cô chú. Nó rất đẹp, nó nu nu cục cục hết trơn nha, điểm nó nu nó cấn nha nè, nó nu 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 ra cục 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 lựa chứ lắm. Cây này đáng cho tầm chơi bonsai nha, cây này ra bông rồi báo cho cô chú là nó đang kéo mầm rồi, non hết trơn, trắng hết trơn này, nó lên kéo mầm hết trơn, non trắng hết trơn đó nha. Đó, cây này rất đẹp nha, cục đồ bể đồ rất đẹp nha. Đo cái hoành eo nhỏ cho cô chú xem, nhỏ cho cô chú xem là 32, hình 32. Cái chiều cao nó là từ trên xuống là 80, 80, 80 là cái đọt nó là nhỏ xíu thôi, đọt nó là 22, 22. Đi xích xích ra để quay cái tầm dung để thấy cái bộ cây. Quay xa xa thấy cho người ta thấy tổng cây hết trơn. Nó bộ cũ là đặt kẹo nha cô chú, nói chung không có một bọng gì hết trơn nha, quá đẹp luôn nha. Đó, để Thái đo cái hoành cũ cho cô xưa cô chú xem, hoành cũ ở đây là 140 luôn, 139 đi nè, nó 139 đi, nguyên cái hoành cũ là 139 đi. Đó. Cái này là giao lưu cho cô chú là 10,500,000, Thái bao 200 km là có gì ủng hộ cho Thái nha. Số điện thoại Thái là 0896647559, có gì ủng hộ cho Thái là rất là cây này qua giấy là rất ok nha cô chú, nói chung là quá ok nha. Cây này là giấy Mỹ dòng kiếm gốc này là ok lắm mày nghe. Nó hình nó nu nu cục cục mấy cái này nè, nó già lắm này,
Đâu rồi, quay tổng quát cho cô chú xem cái đi rồi tôi qua cây khác. Tiếp theo là cây chú thủy da đen, cây số 9 nha. Cây này cho cây này lớn sắc lắm nha cô chú. Cây này dài lắm nha. Thái báo là nó là chung là già cổ lắm mày. Cây này nó nu xù cục cục hết trơn luôn. Nó nu dữ nè. Nó nu cục cục hết trơn nha. Nói chung là nó quá già rồi. Đó, nó nu hết trơn luôn, da đen nó hết cây rồi coi quất đẹp luôn. Cái núi á. Cây này là em nuôi là em mới ấy là nó nói chung là cây này là chim cành bự hết trơn nha cô chú. Chị về là qua rất yên tâm rồi, khỏi là cô chú nuôi lại nó tản nghiệp luôn, ok. Cái thác mà nuôi chim cành cái này là biết cô chú là cây lâu năm cái nào nó ra chim cành cái này. Đó, cắt nghiệp nó ra chim cành dĩ hết trơn, quá ok luôn rồi. Đó, cây này đáng sưu tầm bonsai nha. Nó thái bứng là vô bầu là chưa có làm đế này sạch nha, là chỉ rễ cám không chưa có làm đế gì hết trơn nha. Rồi. Nó rễ cám không à, chưa có làm đế ra, rễ ra bự còn bự trong, nói chung là rễ tôi lừa luôn. Em bầu là nhanh là để tự nhiên vậy cho cô chú để thấy cắt bị nuôi cái chim cành nó mau bự, không phải nuôi muốn chim cành bự là dễ đâu, khó nuôi lắm, mình phải nuôi cho nó ok chim cành á. Cây này thấy để thấy đâu có hoành nha, coi cái hoành hoành là 76, hoành 76 chiều cao mình đo cái mức ngay cái này đi, không đo mấy trên, đo từ cái đây xuống đi là 50 50, đo ngay cái khớp về này là 50 đó. Vậy là cô chú là hình dung thấy rồi đó, bộ đế này nói chung khỏi đo ra như vậy luôn đi, bộ đế này cũng hết bầu mẹ cho đi, thì cỡ 170, bộ đế cỡ 170. Nó cây này là kéo mặt là mạnh da đen là nói chung là yên tâm, kéo thẹo là nói chung là tiếp tắt luôn, kéo là đâu đụng đâu là kéo đó. Đó nó kéo gì nè. Đó đụng đâu là kéo đó. Da đen mà nó mạnh nè. Đó, nó kéo gì nè, đụng đâu là kéo đó nha. Đó mức thẹo trên này nó kéo nè. Đó nó kéo liền cái chân qua mép hết trơn nè. Đó cây da đen là ok. Đó cây này thì cây đường cây số 9 là giao lưu cho cô chú là 750, có gì thái chuyển 200 cái mét, có gì ủng hộ cho thái nha. Tiếp theo là cây chú thủy là cây cây số 10 nha cô chú. Cây nãy là cây số 9, cây này cây số 10 cũng da đen luôn, dòng da đen của em là để cho cô chú chơi. Cây này là một cây cốt rất đẹp nha, nó chim cành những kiểu mà nó có đầy đủ hết trơn rồi mà em không có cắt, để cho cô chú cái này kia xem hình dung xem. Đó, bộ đế nó rất là già cũ, cây này cây cốt một da đen rồi nó nu sụ hết trơn đó. Thái cũng không có làm đế cái này kia nữa, nó bứng tự nhiên bứng lên cho cô chú sao nè, bể đế là nói chung là quá à. Nói chung là thấy không có làm nè, bể rồi cái này là thấy không có làm nha, nó rễ cám trồng trồng để cho nó cần cây cho nó, cô chú thì trồng cho nó không mất sức hơn, không mất sức mấy. Cây này da đen là mạnh lắm à, nó kéo da rồi kéo hẹo hết trơn nha, à, đang kéo ở trên nè, nó đọt đồ lên là đầy đủ có hết trơn nha chú, chỉ là thái nó định hình rồi. À, để thái nhánh này là nhánh này thái cặp ở đây là để nuôi cái chi phong, nhánh này nè, nhánh này thái cặp ở đây là nuôi cái chi phong xuống đó, kỹ thuật nó dở ra cho dính hết trơn, ok. Để thái đo cái hoành thân xích lên đây cho nó sát cái điểm eo đi, rồi 52 thì cao đo ngay điểm này đi, đo ngay điểm này đi, xuống đây là 79 đi, 79. Đó, cây này là nguyên bệ đế thì nói chung là rồi tính thứ gửi dây đi. Thôi thứ 6 là tính thứ gửi. Đó. Rồi cây này giao lưu cho cô chú là 350. Cô chú ủng hộ cho Thái nha. Số điện thoại Thái là 0896647579. Có gì cô chú ủng hộ da đen không nha. Tiếp theo là cây số 11 nha cô chú, cũng cây chú thủy da đen. Thái đem về mấy gốc cũng đủng không nha. Cây này là một thân một gốc. À, Thái nói giờ mệt ha, nặc lớn luôn. Chỉ cần cây cốt nghe cô chú. Đó, cây dáng trực trực khéo nè. À, nó nu nu quá trời à, già lắm mày nghe. Dòng da đen thì nói chung là nu nhiều lắm. Nè đây nó nu quá trên cây luôn nè. Đây là thân cành lọ nu quá trời. Đó. Cây này để Thái vô đo cho nó nhanh đi, bị Thái cũng còn giờ cây nữa, đo máy nó nóng máy. Đo cho cô chú xem. Cây này là hoành 71. Tính 70 thôi. Tính 70 thôi.
chiều cao nó đo từ đỉnh này đi xuống đây là nó 85 85 nó hoành bầu để thấy đo hình dung thử 160 hoành bầu cây này là cây số 11 nghe cô chú rất đẹp nha, có cành đồ chi rồi có sẵn ở chân nghe cô chú để chơi thôi nha, cành chi đồ đầy đủ đọt chi rồi cành chi rồi múa là đầy đủ cho nghe cô chú, có thái là tuyển lọc rồi hết trơn rồi đó. Cây này xin giao lưu cho cô chú á, là cái giá là 4 triệu nha, là cây số 11 nha cô chú. Ồ, rất là cái giá là rất là nhẹ nhàng luôn ha, rất là xứng đáng vừa luôn. Rồi tiếp theo là cây số 12 là cây chú thủy cũng có thái nha, cây này là tới 100 ngoài năm nha cô chú, nói chung là nó quá già nu sụ hết trơn này, nó cây da đen mà nó nu sụ chảy sắp đằng cày á, nó cái hoành nói chung là cây này quá khủng nha, đó, nó già cổ dữ lắm nha, nó già hết trơn luôn, không có gì mà điểm thẹo bọng gì hết trơn á, nói chung là cây nó quái, nó bộ củ nó cây nu nó chảy đằng cày hết trơn nè, từ A tới Z hết trơn, chảy đằng cày hết trơn. Quay qua bên đây cho cô chú, bị cây nặng quá quay không có được, đi vòng vòng đi chứ quay không nổi, nặng lắm. Lên nè, lên xù nó lên chảy đằng cày gian nè, nó là quay cho người ta câu luôn, nó chảy đằng cày nè, chảy đằng cày hết trơn luôn, rồi anh kia chích bên đây nó chảy đằng cày dữ nữa đó, quay mà đây nè, qua đây dắt đèn cày nó chạy bên đây là dòm thấy nguyên khối như cái tảng đá hay tảng núi vậy nghe, nó cái cây nè nó quay lên trên đi rồi thấy đèn cày nó chảy nè, sát đèn cày chảy hết trơn mà chưa cạnh là thấy nuôi lực hết trơn nha, cây da đen này nó mạnh đi đâu là chảy tới đó, nó như cái đèn cày á, sát đèn cày nó chảy hơn cái mai xù này gặp mai vàng biết làm sao à, cái xù như nó chảy đèn cày á, cây này để thấy đo cái hoành ấy cái nó đi thấy đo nó thời gian quá. Hoành thân ở đây là tới 160 luôn nha, trên 160 đó, cỡ 170 đó, mà thấy nó 160 thôi đó, trên đó nha, còn mà cái hoành thân á thì thấy qua đây đo cái thân nạc nó là mình không đo dưới là mình đo ở trên, mình thấy tính ở trên đó, đo là cái hoành thân trên đây nè, nạc cái trên đây là nó tới 78 78 là cái hoành nạc ở trên đây nghe cô chú, là 78 hoành đó, 78 hoành là cây này nói chung là nó sù hết trơn nha, qua dắt lên đây tôi coi chuyên cành này nè, thấy là nói chung cây da đen này bây giờ chín cây này quá khủng nha cô chú, quá khủng đó, nó nu nó chảy đằng cày hết trơn nha, quá khủng đó, cái nu từ chảy dưới gốc luôn chảy hết trơn luôn, nu xù nó chảy hết trơn như là cây mây xù rồi á, nó chảy đằng cày, còn cái hoành bầu á, hoành bầu để thấy đo cái hoành bầu thông phỏng cho cô chú á, đây là cây này là hoành bầu là cái mét hoành bầu cho cô chú, mét hoành bầu nó khủng lắm, cây này nói chung là quá bể đế, là nói chung là đặt cứng hết trơn luôn. Cây này là cây số 12 cô chú, cây này là thái giao lưu cho cô chú là 27 triệu, em bao 200 km nha, đi bằng xe tải không ai, chứ cây là mình đang đi rồi đóng thùng kỹ, bị chân cành nó đẹp lắm, cây này là mình phải nuôi chân cành thêm nữa thời gian nữa, cây này dữ lắm, cây này lên tiền là cây số 12 nha, là 27 triệu, bao sim bao ship 200 km nha, có gì cô chú ủng hộ cho Thái nha, cây này đáng sưu tầm nha, quá sưu tầm luôn, cây này da đen là cây này nói chung là cái kết núi nó xù sao vậy, thấy còn cây nữa là cây cuối cùng là cây hoa sứ, cây này là cây sứ cùi nha cô chú, cây này sứ cùi, cây này là bộ rễ nó là quá sưu tầm nha, độc lạ nha, bộ rễ là độc lạ lắm ạ, như da cá sấu như mấy ốc biển, mà mấy cái con ốc biển nó bám trên đây nè, nó da nó là sần sùi hết trơn nha, nó
nói chung là độc lạ, bồ đề là độc lạ luôn á, chưa từng cây mà xứ mà lên da rất đẹp vậy á, à, độc lạ lắm nha, ồ, à, à, rất đẹp nha, cây hoa xứ này là để vô mấy cái chậu rồi cái bàn này kia là rất đẹp, lục giác cũng được, rất đẹp nha cô chú, cây nào mà la bông gòn rất chịu nổi to lắm nha, để thấy đo cái hoành thân đi, hoành thân tổng tổng nó là đây đi. Là 49. 49 hoành thân. Cái chiều cao nó đo lên đây đi. Là 100. 100. 100. Để cái hoành bầu. Hoành bầu nó thì quá cái bầu rồi. Ôm quá không hết luôn. Sao hết luôn đây. Cái đây. Trăm nó 250, 250 hoành đầu, 250 hoành đầu nha, bộ đế là rất là ok luôn nha, quá bộ đế luôn, cây là bộ đế là không tưởng tượng nào mà cây hoa xứ này mà bộ đế quá tương không nào tưởng tượng, cây này là em giao lưu cho cô chú là 750, cây này là cây số 13 nha, số 13 là cây cuối clip của Thái nha, đó là 750, em bao 200 km có gì ủng hộ cho Thái, Thái cứ hết chân thành cảm ơn cô chú bác vừa qua là ủng hộ cho Thái cũng lâu dài, Thái chúc là cô chú mạnh khỏe nha, Thái cảm ơn nha.